Xin chào tất cả quý vị và các bạn, cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục quay video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc xe mới về tại salon. Đó là một chiếc Lacetti CDX, một dòng xe nhập khẩu, form dáng đẹp, một chiếc xe form dáng thể thao và lại rẻ tiền. Khá nhiều người lựa chọn cũng như là hỏi và mong muốn sở hữu chiếc xe này. Thì đây là toàn bộ tổng thành xe, một chiếc xe đời 2009, số tự động, cửa nóc, nội thất hai màu và bản đủ. Đó. Thì đối với dòng Lacetti này thì cũng có khá nhiều bản khác nhau, đó là bản trong nước và bản nhập khẩu. Thì đây tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn luôn, đây bản trong nước ở ngay phía sau này. Đó, một con chuyển biển 19 này là một chiếc xe bản trong nước này, màu vàng. Đó. Và thì ngày hôm nay tôi sẽ quay video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc nhập khẩu là bản CDX, còn có bản SE số sàn nữa, nhưng bản đó thì salon rất ít khi bán bản đó. Thì đây là hoàn toàn một chiếc máy 1.8 mà form dáng đẹp, biển Bắc Ninh, một chiếc xe màu bạc. Và đây toàn bộ tổng thành xe này, như quý vị các bạn thấy thì dòng xe này thì về form dáng hoàn toàn rất là đẹp. Đó, đây toàn bộ phần đuôi xe này, đó, CDX 1.8 Daewoo. Và đây toàn bộ phần bô cũng như là ống xả này, nó thiết kế đôi rất là đẹp như thế này. Đó. Thì như chúng ta nhìn thì form dáng của CDX này với form dáng đời mới Cruise bây giờ thì hoàn toàn rất giống nhau. Thì đến đời 2010 là bắt đầu hết Daewoo và chuyển sang là Chevrolet, thì nó sẽ thành Cruise và không còn CDX nữa. Đó, đây toàn bộ nội thất này, một chiếc xe nội thất hai màu. Đó, và nội thất da xịn cũng như là toàn bộ nỉ trần này. Đó, đây. Toàn bộ nỉ trần nguyên bản, hệ thống hai đèn trần cũng như là cửa nóc này. Đó, và toàn bộ tắp ly cũng là tắp ly da nguyên bản. Và toàn bộ tay nắm mạ chrome này còn rất là mới như thế này. Và toàn bộ thân xe đều được dán giả gỗ như khá là đẹp. Thì đối với dòng CDX hoặc là Cruise hoặc là Forte thì thường được người trẻ tuổi, ví dụ thanh niên lựa chọn để độ khá nhiều thứ lên thì nó khá là đẹp. Và độ những chiếc xe như CDX hoặc Cruise thì khi độ xong thì lên form rất đẹp. Thì hoàn toàn các bác cao tuổi cũng có thể lựa chọn, bởi vì là chúng ta có thể lựa chọn theo thẩm mỹ, bởi vì xe đẹp, form dáng đẹp mà. Đó, đây toàn bộ tắp ly cửa này. Đó, nỉ trần nguyên bản như thế này. Và đây là toàn bộ cửa nóc cũng là cửa nóc mở điện. Chúng ta thấy đây, toàn bộ là mở điện nhé. Và đây là toàn bộ mặt táp lô. Như chúng ta thấy thì ngoài thân vỏ cũng như là táp lô hay nội thất thì CDX hay SE hay là Cruise đều là một form dáng khá là đẹp và tựa giống như nhau. Đó, đây hoàn toàn này. Một chiếc xe đầy đủ màn hình DVD và hệ thống cắm lùi. Đó, đây màn hình DVD này. Đó, đây hệ thống điều hòa cũng như là sấy ghế luôn, tích hợp cùng với lại nút điều hòa luôn. Đây, sấy ghế này, có hai sấy ghế. Đó, và được trang bị option là hai bóng khí, một bóng khí bên phụ và một bóng khí trên vô lăng. Một chiếc xe tích hợp điều chỉnh âm thanh luôn trên vô lăng như thế này. Đó, một chiếc xe gương điện, kính điện đầy đủ, toàn bộ cụ số này. Thì như tôi quay video và giới thiệu thì tôi cũng khuyến cáo luôn quý vị và các bạn, nếu có nhu cầu và chạy gia đình, chạy ít chạy hoặc là chạy trung bình thì chúng ta mới lựa chọn dòng Lacetti CDX này. Bởi vì là dòng xe này thì nó sẽ không chịu được nếu chúng ta chạy nhiều hoặc là để chạy dịch vụ. Đó, nếu chúng ta chạy nhiều thì chúng ta nên lựa chọn những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu hơn một chút, hoặc là lựa chọn dòng Toyota thì nó sẽ lành hơn rất nhiều. Ở dòng CDX này thì chúng ta chỉ là chạy nhẹ nhàng, ví dụ như đi chơi hoặc là chạy trung bình gia đình, chạy ít thôi, thì form dáng đẹp thì hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn để chạy. Thì chiếc xe này thì đăng kiểm rất là dài đến tháng 3 năm 2020. Đó, đây toàn bộ nội thất ghế trước này. Đó, một chiếc xe nội thất hai màu, bản đủ, bóng khí cũng như là cửa nóc, và toàn bộ hệ thống cốp cũng như là phanh tay này.
Đó. Đây. Option rất là đẹp. Một chiếc xe phong dáng thể thao. Và toàn bộ tổng thành trong xe này. Đó. Đây. Tất cả tổng thành về nội thất cũng như là tablo, tabli. Thì chiếc xe khá đẹp và hiện tại đang có giá khoảng 255 triệu là chúng ta đã sở hữu được chiếc xe này. Một chiếc xe nhập khẩu form dáng thể thao mà giá chỉ 255 triệu. Đó. Một chiếc xe số tự động mà 1.8. Thì đối với dòng xe Daewoo Lancetti này thì độ tiêu hao nhiên liệu nó sẽ rơi vào khoảng trung bình 9 lít hoặc là 9 lít rưỡi. Thì hoàn toàn chúng ta chỉ nên lựa chọn để chạy nhẹ nhàng, chạy đi chơi chứ hoàn toàn không thể lựa chọn để chạy dịch vụ được. Về đánh về kinh tế thì nó sẽ như vậy là khá cao, không phù hợp để chúng ta lựa chọn chạy dịch vụ. Và chúng ta sẽ cùng đi về phần máy của chiếc xe này. Và đây là toàn bộ khoang máy của chiếc Lancetti đời 2009 nhập khẩu. Một chiếc xe mà đã được dọn rửa khoang máy khá là sạch. Đó. Đây, toàn bộ khoang máy này. Đó. Thì chiếc xe này thì máy tôi đã làm rồi, đó, có động rồi và làm thì dòng xe này phải làm chi tiết thì quý vị các bạn về có thể sở hữu để chạy để yên tâm hơn. Đó. Toàn bộ giằng giật và keo chỉ thì nguyên bản quý vị các bạn nha. Về keo chỉ thì bảo hành cho quý vị các bạn không đâm đụng và ngập nước. Tuy nhiên thì máy, về phần máy thì tôi đã ra máy để dọn dẹp và làm lại chi tiết để quý vị các bạn về có thể là đi không phải động chạm gì nữa. Đó. Đây, toàn bộ nắp capo phần nỉ nguyên bản này. Đó, keo chỉ nguyên bản, nỉ nguyên bản. Cũng như là nỉ khoang máy đều nguyên bản như thế này. Tất cả khoang máy. Thì đây là video tôi đã quay và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc Lancetti Sedic nhập khẩu số tự động cửa nóc đời 2009 có giá khoảng 255 triệu. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn điều gì về các dòng xe khác thì hãy comment lại, nhớ đăng ký kênh và share để nhiều người xem cũng như là lựa chọn được chiếc xe ưng ý. Sau đây tôi xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.